Vô, tình hình là từng rồi bệnh quá cho nên là không hướng dẫn được cái gì, thì bữa nay cũng tranh thủ hướng dẫn cái một cái link khay. Từng rồi thì bị sida, tại vì xài mạng nhiều nên là sida lây qua đường mạng, tuần này cũng chưa hết lắm nhưng mà thôi kệ, cứ cố gắng. Thì cái link khay hôm nay nó cũng là dễ thôi, cho nên là bạn nào mà làm được hết link khay thì cố gắng mà làm cho hết. Các bạn nào mà kiểu thấy có mấy cái chưa có tập được thì cứ thay nó bằng những cái mà các bạn làm được rồi, thì cái này mình phải chủ động, mình thích thì mình cứ làm thôi chứ không nhất thiết là phải theo một cái clip hướng dẫn nào hết. Đó, thì cái link khay nó sẽ như này, mình sẽ làm mẫu cho bạn một lần. Đó, bạn nhìn thấy kiểu nó dài dài thôi chứ thực ra là nó cũng chỉ là mấy cái chức nó ghép ghép lại thôi, chứ nó không có biến đổi gì khó lắm. Mình sẽ nói kỹ cái này cho các bạn. Thì đầu tiên ta sẽ bắt đầu bằng Titanic. Mình sẽ để cái link hướng dẫn ở đây. Ở đây nó có một cái tên chức, thì bạn bấm vô thì nó sẽ đi tới cái link hướng dẫn của tụi nước ngoài. Ở đây thì mình nói sơ qua chứ mình không có hướng dẫn kỹ thì nó sẽ dài dòng cái clip. Titanic nó sẽ như này, kiểu các bạn chạc lên, các bạn chạc như này và các bạn cho nó lăn lên cái ngón giữa, lăn lên như này. Đó, lăn lên đây. Đó, và làm được Titanic. Và sau đó chúng ta sẽ làm một cái đó là double track là nó sẽ đi như này, đi lên thì đi xuống. Tức là Titanic lên rồi xuống rồi lên rồi xuống liên tục. Đó là double track. Cái này các bạn tua chậm lại chứ mình cũng không biết mình nói sao cho các bạn hiểu. Kiểu ở đây nó có cái link, các bạn bấm vô thì nó sẽ tới cái link hướng dẫn cụ thể. Còn ở đây thì mình nói sơ qua nên là không biết nói sao cho các bạn hiểu cho nó nhanh. Đó, sẽ đi như này, đi xuống, đi lên, đi xuống như này. Đó, và sau khi mà các bạn đi lên một cái, các bạn đi xuống một cái, và tới cái lần đi lên thứ hai thì các bạn sẽ không có đi lên bằng kiểu Titanic nữa mà các bạn sẽ đi lên như này. Nó sẽ đút cái ngón trỏ vô kẹp cái út lại đây, và cái ngón út các bạn đang ở ngoài này thì các bạn chuyển vô trong. Đó, bạn kiểu đẩy xuống ngón út. Đó, đẩy xuống như này, đi xuống như này. Đó, mình làm lại toàn bộ nó sẽ như này, đi lên, đi xuống, đẩy xuống. Đó, và sau khi mà tới đây thì các bạn sẽ làm một cái chức cơ bản, đó là finger pass. Nhưng mà cái finger pass này nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều, tại vì nó chỉ pass từ đây lên đây thôi chứ nó không có làm toàn bộ chức lên đây. Đó, vậy là chúng ta đã làm được. Đó, nó sẽ như này, nó sẽ đi lên, đi xuống, đẩy xuống, pass lên đây. Đó, và sau khi lên đây thì chúng ta sẽ sonic qua. Đó, đi lên, đi xuống, đẩy xuống đây. Đó, sonic qua. Đó, nó rất là dễ, cái khúc này là chỉ là chức cơ bản thôi. Đó, đi lên đây. Và sau khi mà lên tới đây thì chúng ta sẽ làm một cái đó là chạc, nhưng mà chúng ta sẽ úp cái tay xuống kiểu như này. Đó, chạc, chạc bình thường các bạn chạc là chạc như này, nhưng mà cái chạc này nó sẽ kiểu chạc như này. Đó, quất xuống một cái và thực hiện cái pass xuống luôn, quất xuống đây luôn. Đó, pass qua đây luôn. Đó, pass qua đây luôn. Đó, nó sẽ như này, lưu ý là cái tay nó phải úp nha. Đó, pass qua đây luôn, và sau khi tới đây thì các bạn sẽ pass xuống dưới, hoặc là các bạn gọi nó là Titanic Reverse cũng được. Cái này thì nó không có rõ ràng, tại vì nó kiểu đi lướt qua thôi chứ nó cũng không biết là cái chiếc gì chỗ đó. Đó, nó sẽ đi xuống đây, tức là từ đây các bạn sẽ đi xuống dưới đây, từ đây đi xuống dưới đây. Đó, kiểu như này. Đó, các bạn gọi nó là Titanic Reverse cũng được. Bình thường các bạn Titanic lên là như thế này, còn đi xuống là nó như thế này, nhưng mà cái này nó sẽ đi xuống ở đây. Đó, thì reverse với lại cái khúc pass này nó cũng giống nhau, cho nên là cũng không rõ cái chỗ đó là cái gì. Thì nói chung là cứ lướt qua cái chỗ đó, và cái tay lưu ý là vẫn up nha. Đó, đi xuống như này. Đó, và sau khi tới đây thì các bạn sẽ pass lên, kiểu xuống đây thì vẫn pass lên như này. Đó, pass lên, pass lên, và các bạn Titanic lên và burst qua. Đó, vậy chúng ta đã làm được cái link khay. Mình sẽ thực hiện chậm lại từ từ cho các bạn xem. Đi lên, đi xuống, đẩy xuống dưới ngốt, pass lên đây, sonic lên đây, bước xuống đây, và finger pass xuống dưới này, và sau đó pass lên đây, và tới sonic burst một cái. Đó, và chúng ta làm được cái link khay. Cái này thì ghép vô combo thì nhìn nó cũng ảo diệu lắm, cho nên là nếu mà làm được thì cố gắng mà làm cho nó hết cái link khay này, để mà cho cái combo nhìn nó đa dạng hơn chút xíu. Đó, thì nó sẽ đi như này. Đó, và làm một cái gì đó, combo các thứ. Đó. Đó, thì bạn nào thấy hay thì có thể like clip ủng hộ mình. Click những cái quảng cáo hiện ra ở cái phần này nè. Nó hiện mấy cái quảng cáo thì bạn click giùm mình, thì mình sẽ có thêm thu nhập. Mà hiện tại thì đang làm miễn phí, cho nên là 10 đô nó mới trả cho mình. Thì bây giờ mới có 6 đô thôi mà hết tháng rồi, cho nên là tháng này là không có tiền. Cho nên là nếu mà giúp được mình chút xíu thì cố gắng giúp các bạn. Thì thấy hay có thể like ủng hộ mình. Mình sẽ làm thêm nhiều cái clip dễ dễ như này cho bạn tập.